tôi là Superman, 20 tuổi, độc thân, muốn nuôi một em cún nhưng chưa có điều kiện. Tôi vừa học hết năm 2, đang học năm 3 Petit và cân nhắc ý định học tiếp năm 4. Bây giờ là tháng 10, có nghĩa là đã 2 tháng sau hè, nhưng với tôi, cả năm tháng nào cũng là hè. Quay lại trường đã 2 tháng, nhưng tôi vẫn chưa quen được một số thay đổi. Và một cái thay đổi khủng bố nhất, đó là việc tăng học phí. Việc tăng học phí thêm 75.000, một tín chỉ, đồng nghĩa với việc tôi mất đi 3 bát phở, hay 5 bát cháo, 7 chiếc bánh mì hoặc 15 gói bim bim. Tóm lại là tôi tiếc 15 gói bim bim. Và đôi lúc tôi thắc mắc 75.000 trên một tín của mình đi đâu. Thì hóa ra nhà xe của trường cũng đã được tiến hóa, căng tin cũng đã lên đời và các anh bảo vệ có đồng phục mới. Cũng không tệ lắm khi biết 15 gói bim bim của mình đang đóng góp cho điều gì. Nhưng tóm lại là tôi vẫn tiếc. Năm nay là năm 3, là thời điểm mà tất cả các bà con làng xóm đang nhốn nháo về việc bao lâu ra trường, bao lâu thì có việc, bao lâu thì có người yêu, bao lâu thì lấy vợ, bao lâu thì có con. Từ từ đã, hình như tôi đi hơi xa. Quay lại vấn đề sống còn trước mắt, đó là năm 3 thì chuyên ngành như thế nào, mình học chuyên ngành mình thích hay không. Nhắc lại cho những ai chưa biết thì khoa Multimedia có 3 chuyên ngành: truyền thông, thiết kế đồ họa và phát triển ứng dụng. Nếu bạn là một thanh niên ưa thích vẽ bậy, tự cho mình thiên về não trái hơn não phải và có khả năng ngồi hàng giờ trước máy tính chỉ để thay đổi phông chữ, thì thiết kế đồ họa, hay nói cách khác thì designer, sẽ là một lựa chọn đúng đắn của bạn. Còn nếu bạn yêu nghề báo, phóng viên, biên tập viên, tổ chức sự kiện, thích chu du, bay nhảy nơi đây nơi đó, có ước mơ viết tiếp sách ba lô lên và đi, thì truyền thông là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và cuối cùng, phát triển ứng dụng, nơi bạn có thể tự mình lên ý tưởng và tạo ra những ứng dụng, web hay là game không hút máu. Vậy bạn sẽ chọn chuyên ngành nào? Khi 7-8 tuổi, bạn trẻ hơn, ngây thơ hơn, ít suy nghĩ hơn, đồng nghĩa với việc bạn vui vẻ hơn. Tôi cũng vậy. Niềm vui đôi khi chỉ đến khi bạn vẽ được một bức tranh, dù xấu hay đẹp, tôi cũng rất vui khi hoàn thành nó. Tôi đã từng ước mơ trở thành họa sĩ, hay nói chính xác hơn là được vẽ. Lớn hơn một chút, khi công nghệ phát triển, tôi được bố cho một chiếc điện thoại Nokia không xịn, nhưng cũng đủ để chụp chẹt một số thứ linh tinh hoa lá cành. Và khi khoe bố mẹ, hai người luôn bảo ảnh tôi chụp đẹp, khá đẹp, rất đẹp. Thế là tôi lại có một tia hy vọng về việc trở thành nhiếp ảnh gia vĩ đại. Đấy, ước mơ mà, chả ai đánh thuế ước mơ cả. Mình thích thì mình cứ mơ thôi. Nhưng khi bạn lớn hơn, khi mà độ trẻ và độ trâu trong bạn giảm đi, thì ước mơ nó còn bị chi phối bởi nhiều thứ: công việc, lương lậu, sự thăng tiến, sự ổn định. Nói tóm lại là phức tạp và đôi khi khiến người ta đau đầu. Năm 3, việc chọn chuyên ngành sao cho phù hợp với bản thân cũng là một bài toán khó. Thằng Batman, bạn học đại học trí cốt của tôi, cao 1m6, thích mặc quần ngố, đầu rất nhiều tóc, nhưng thỉnh thoảng tôi không biết đầu nó có nhiệm vụ nào khác nữa không. Cũng đã từng rất mông lung khi biết mình sẽ theo chuyên ngành gì, và nó đã đánh liều đi học một khóa lập trình ABCXYZ. Ấy thế mà ông tướng lại cực kỳ hứng thú với việc lập trình. Không những vậy, nó còn được nhận xét là tiếp thu nhanh và có tiềm năng. Từ đó phát triển ứng dụng là lựa chọn số 1 của nó. Vui cho nó thì vui thật, nhưng lại lo cho mình. Vậy mình sẽ theo chuyên ngành gì? Liệu có may mắn như nó hay không? Việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là xác định mục tiêu, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để có những lựa chọn đúng đắn nhất. Như các bạn đã biết, thì vào ngày 1 tháng 11 năm 2016, chúng ta đã bị du kích trong đêm bằng một thông báo về việc chia chuyên ngành, khi mà mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. 240 sinh viên chia thành 3 lớp. Không biết số sinh viên một lớp có bằng nhau hay không, và việc này sẽ căn cứ vào nguyện vọng đăng ký, kết quả học tập cùng chỉ tiêu của học viện. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể trở thành một designer chân chính, trong khi bạn chả biết cái đếch gì về vẽ. Làm truyền thông khi đến mượn cái bút của người lạ mà còn ngại. Hay phát triển ứng dụng khi bạn còn chưa biết code phải dùng phần mềm gì. Mặc dù đã có thông báo, nhưng mọi tin tức vẫn mông lung như một trò đùa. Vì vậy, chúng ta phải bình tĩnh chờ đợi, ngủ dậy sớm hơn, ăn sáng sớm hơn, đến lớp sớm hơn một tí. Luôn luôn bật mạng để ứng phó với mọi thứ có thể xảy ra trong cái năm 3 chết tiệt nhưng cực kỳ quan trọng này. Cố lên các bạn trẻ!